chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh nấu ăn của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay thì mình sẽ làm cái củ cải ngâm đường, ngâm nước mắm nha các bạn. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm củ cải ngâm nước mắm nha. Thì ở đây thì mình sử dụng khoảng là 4 kg củ cải. Củ cải này thì mình sử dụng củ cải dường nè, củ cải mình dường. Có nhiều củ cải lắm, củ cải Đà Lạt, củ cải nhiều lắm, nhưng mà mình thì thích củ cải nhà vườn trồng. Tại vì khi mà mình làm cái củ cải á, thì nó sẽ giòn và thịt nó sẽ chắc hơn. Còn củ cải Đà Lạt thì mình làm nó không có được giòn và nó sẽ mềm hơn. Thì ở đây thì mình sử dụng 4 kg củ cải ha, sử dụng là cái nước mắm ngon. Ngoài ra thì mình sử dụng nước mắm ngon thì các bạn có thể sử dụng nước mắm rời cũng được. Tuy nhiên thì cái nước mắm rời nó có độ mặn nhiều hơn là cái nước mắm ngon ha. Thì tùy các bạn có thể sử dụng nước mắm rời, nước mắm ngon tùy theo ha, cái lượng mặn hay không mặn nha. Thì mình sẽ sử dụng đây là khoảng 1 đến 2 chén muối. Thì mình khi mình ngâm củ cải rồi á, mình ngâm củ cải á, càng mặn thì cái củ cải mình nó càng trắng, nó không có bị đen. Thì mình sử dụng để khoảng là 4 kg củ cải này, mình sử dụng 2 chén muối hột để mình ngâm củ cải nha. Nó càng mặn thì các bạn đừng sợ, khi mà phơi ra rồi á thì mình sẽ dắt gáo ra nó trắng lắm. Thì đường ở đây, nếu các bạn nào mà chúng ta thích cái màu trắng á, thì chúng ta sẽ cho đường phèn vào cũng được nha. Thì nếu không thì chúng ta cho đường cát, hoặc là các bạn có muốn màu á, thì chúng ta cho đường thốt nốt hoặc đường thùng vào. Thì ở đây mình sử dụng tùy theo cái nước mắm, mình cũng nói là tùy theo cái lượng nước mắm mặn hay ngọt hay không mặn. Thì mặn thì mình sẽ cho đường nhiều, mình pha loãng với một chút xíu nước. Còn nếu mà không mặn thì mình cho đường ít nha. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng đây khoảng là 1 chén nước mắm á. Thì mình nước mắm mình cũng không mặn quá, thì mình sẽ sử dụng là hơn nửa chén, hơn nửa chén đường chứ không tới 1 chén đường, tại vì nếu mà ngọt quá thì cũng hơi khó ăn nha các bạn. Thì trước tiên củ cải ở đây mình sẽ rửa sạch nè, rồi mình cắt mỏng. Thì mình sẽ cho muối vào trong một thau nước nha các bạn. Muối mình sẽ cho thêm muối vào luôn nha. Thì ở đây các bạn có thể ướp muối càng mặn, củ cải này á mình ướp muối ở đây mình pha nước càng mặn thì củ cải của mình nó sẽ càng trắng nha. Và nó ngon. Mặn chút xíu cũng không sao hết nha các bạn. Đây thì ở đây mình sử dụng là khoảng 4 kg củ cải á, nên mình sẽ ướp là khoảng 2 kg muối, có 2 chén muối. Quậy cho nó tan đều luôn nha. Rồi sau khi mà cái muối của mình quậy rồi thì một hồi nó cũng tan nè các bạn. Thì mình bắt đầu mình chẻ củ cải nha. Thì ở đây thì các bạn có thể chúng ta chẻ dày mỏng gì cũng được, mỏng thì chúng ta phơi nó nhanh hơn, còn dày thì mình phơi nó hơi lâu chút nha. Ở dưới nhiệt độ của mình đây khoảng 3-4 độ C á, thì mình phơi rất là nhanh. Mình cho cái củ cải này vào trong thau muối luôn nè. Nếu các bạn muốn ăn mỏng nữa thì chúng ta dùng cái dao bào á, chúng ta bào cũng được ha. Và các bạn chẻ chúng ta phải vừa thịt mà vừa vỏ luôn nè, thì nó sẽ giòn nha. Còn nếu các bạn mà chẻ có thịt không á thì nó ăn nó sọp lại nó không có ngon. Mình phải chẻ vừa cái thịt mà vừa cái vỏ luôn nè. Khi mà nó héo lại á thì ăn rất là ngon nha các bạn. Nó giòn, có cái vỏ nó giòn. Rồi nè các bạn, sau khi mình đã bào củ cải ra là mình sắc mỏng rồi ha. Thì nếu các bạn nào mỏng thì mình nói là do bào nha. Thì mình sẽ ngâm cái củ cải này qua đêm nha, cho nó thấm muối nha các bạn, nó mới trắng, mình phơi nó mới trắng được. Rồi sáng mai rồi mình sẽ đem cái củ cải này mình đi phơi nắng.
Rồi ở đây sau khi mà củ cải mình ngâm được qua đêm rồi nè các bạn, thì mình sẽ vớt ra mình đem đi phơi nha. Ở đây thì các bạn có thể tùy theo nắng mà chúng ta phơi nha. Phơi nắng nếu các bạn ăn mà chúng ta thấy nó hơi héo héo á, nếu các bạn muốn ăn giòn hơi héo héo thì chiều chúng ta phơi chừng một nắng ha, một nắng đến hai nắng. Còn nếu các bạn nào muốn ăn dai á thì kiểu như nó dai dai á các bạn, thì các bạn sẽ phơi 3-4 nắng nha, phơi 3-4 nắng để cho nó héo thiệt, nó héo nó queo lại luôn á thì nó sẽ dai. Còn nếu mà chúng ta mà ăn giòn thì chúng ta hơi hơi héo héo là được rồi ha. Giờ mình sẽ vớt ra, các bạn không nên mà xả nước lạnh nha, chúng ta vớt như thế này ra cho nó, mình đem đi phơi luôn thì nó có độ mua cái trong củ cải này nó thấm nước muối rồi nó sẽ không bị đen. Nếu mà các bạn đi xả lại nước lạnh thì mình phơi củ cải nó sẽ bị đen nha. Bây giờ mình sẽ vớt ra mình để trong cái xịa nha, mình phơi nha. Rồi nè, mình vớt ra nè, mình vớt ra trong cái thau ra mình để trong cái xịa. Nếu các bạn nào có cái gỗ hoặc là cái mâm phơi gì rộng rộng á, mình phơi củ cải nó nhanh lắm. Nếu các bạn mà phơi nó dày dày, nó lâu héo á, thì dưới nắng ở đây thì mình phơi chừng 2-3 nắng ha. Mình hôm nay mình sẽ làm củ cải nó hơi héo héo lại nha. Với những clip trước mình chia sẻ với các bạn củ cải nước tương á, thì hôm nay mình chỉ phơi có 1-2 nắng à, nó hơi quéo. Bên này mình phơi nha. Sau khi mình phơi củ cải rồi đó thì mình đây mình thắng cái nước mắm trước nha. Thắng nước mắm, đây mình sử dụng 1 chén nước mắm nè, thì mình sẽ sử dụng đây là hơn 1/2 chén đường, cũng tùy theo cái nước mắm mặn ngọt nha các bạn. Cái nếu mà cái nước mắm mà mình nó mặn thì mình tăng số lượng đường lên, còn nếu nước mắm của mình nó không có vị mặn mà nó có vị ngọt ngọt thì các bạn giảm lượng đường xuống ha. Còn nếu nước mắm của mình nó mặn quá thì các bạn phải pha thêm một chút xíu nước lọc vô nha, tại vì nếu mà nó mặn quá thì chúng ta không có thể nào mình sử dụng càng ngày càng ngấm á. Cái củ cải mình ngấm cái nước mắm nè thì nó sẽ càng mặn khó ăn. Rồi ở đây mình sử dụng khoảng là 1,5 chén nước mắm, mình sử dụng khoảng là 1 chén đường nha, tại cái nước mắm của mình nó cũng không có mặn quá nên mình sẽ sử dụng ít đường thôi. Rồi ở đây củ cải mình phơi được là 4 nắng nè, nó héo lại rồi nè các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm cái củ cải này, củ cải ngâm nước mắm nó hơi dai nha, thì mình sẽ đem đi xả nước sạch là khoảng cỡ 6-7 nước hoặc là có thể hơn á. Thì chúng ta cho dắt xả xong rồi dắt cho thiệt là khô, các bạn cho dùng một cái tấm vải mùng hoặc một cái khăn, chúng ta xả xong rồi chúng ta sẽ dắt khô thì khô để cho cái chất muối ở trong củ cải nó ra hết. Thì khi mà mình ngâm cái nước mắm nó sẽ thấm cái gia vị lên nó vừa ăn. Còn nếu không dắt kỹ á, thì một là cái nước nó ra nó sẽ làm lên cái nước ngâm củ cải của mình, hai là nó mặn mình không thể nào ăn nổi ha, nó càng thấm thì nó càng mặn nha. Rồi nè các bạn, sau khi mình dắt khô thì khô là khoảng 7-8 nước luôn á, tại vì mình ngâm cũng hơi mặn á. Thì nếu các bạn biết nó không còn mặn hay không thì chúng ta thử nó hết mặn là được các bạn. Mình dắt khô lắm nè, mình dùng cái miếng vải mình dắt khô thì khô là sẽ nhanh hơn, nó thoát ra muối nhanh hơn. Bây giờ thì mình sẽ bỏ cái củ cải này vô trong một cái hũ hoặc một cái hộp nha. Các bạn có thể dùng thủ thủy tinh, hộp thủy tinh. Khi mình cái củ cải mình nó teo lại nè các bạn, khi mà mình đổ như cái nước mắm vô nó sẽ nở ra nữa. Nếu các bạn nào này là dai nè, giòn mà nó dai dai nè, còn nếu các bạn nào muốn ăn giòn luôn á thì chúng ta phơi chừng khoảng là ăn tươi á, chúng ta phơi chừng nắng 2 nắng là chúng ta có thể là chúng ta đi nhận củ cải được rồi. Thì ở đây thì mình phơi khoảng 4 nắng nó teo lại nè các bạn. Rồi sau khi mình ngâm nè, mình đã bỏ vô hũ rồi, các bạn để cái nước mắm của mình á nó thật là nguội nha, rồi mình sẽ chế vô trong đây nha. Chứ mà cái nước ấm ấm thì củ cải của mình nó sẽ bị lền nước á, nó không có ngon nha các bạn.